Ok, chào mừng anh em đến với kênh Gián Tiếp Game. Hôm nay thì tôi giới thiệu với anh em con game chính mà tôi muốn giới thiệu với anh em hôm nay. Đó là con Victoria 2 Hearts of Darkness. Rồi, chúng ta vào game thôi. Thì con game này cho phép người chơi có nghĩa là có thể quản lý một bất cứ một quốc gia nào có mặt trên bản đồ và quản lý từ một tính là chính trị, hành chính, ngoại giao, quân sự, tất cả mọi thứ. Thì nói chung nó khá là cái người chơi, tại vì nó khá là phức tạp và hầu hết cái lĩnh vực của nó. Thì anh em cũng như người anh em họ của nó là Heart of Iron hay là EU gì cho nữa, thì anh em chơi qua cái phần tutorial thì gần như cũng không ai hiểu, tôi cũng hiểu mà chơi lâu rồi em sẽ biết. Thì mục đích của tôi hôm nay là chơi game này và cũng như là qua đó là có thể giúp đỡ cho anh em ở một số điểm mà đó anh em chưa hiểu, cũng như giúp cho tôi. Thì anh em nào biết vấn đề gì thì comment nhận xét bên dưới. Rồi chúng ta vào game thôi. Chúng ta có hai giai đoạn để mà bắt đầu con game này nhé. Là giai đoạn vào ngày 1 tháng 1 năm 1836, tức là sau cái thời đại Napoleon đó, sau khi Napoleon bị đánh bại ở Waterloo, đây nền nước Bỉ ngày nay, thì ông ta bị tàu lưu đày đến đảo St. Helena và bắt đầu năm 1936 bắt đầu bước vào cái thời đại mà nữ hoàng Victoria nước Anh cai trị. Rồi còn một cái thời gian để bắt đầu nữa là ngày 1 tháng 7 năm 1861, là thời kỳ nội chiến Mỹ và cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc. Thì đó là hai đoạn tôi bắt đầu từ cái chiến dịch chính là ngày 1 tháng 1 năm 1936. Tất nhiên rồi, Đại Nam trước tiên. Thì tình hình Đại Nam của ta mới vào đã là có một nước chư hầu là Campuchia, với dân số hầu như là nông dân và có 1,58 triệu dân là dân số trưởng thành. Thì vào game mình sẽ có rất nhiều thứ để nói, thì tôi không thể nào nói hết được, chỉ có là nếu mà anh em nào muốn biết cái vấn đề gì thì cứ comment bên dưới thì tôi sẽ đáp hết nếu tôi biết. Đấy, nó có tiếng nhạc đấy, nhạc rất hay nè, mà để tôi hạ tiếng nhạc thấp xuống tí nè. Rồi đây, đại việt mở đầu, đại việt mở đầu là đây, ranh giới nhà Nguyễn hiện tại có Campuchia là chư hầu và giáp ranh với Luang Prabang và Sim. Thì tình hình nước ta còn là một nước lạc hậu cho nên là không thể nào mà nghiên cứu cái technology được. Muốn nghiên cứu technology chúng ta phải thông qua một số cải cách để phương Tây hóa, hiện đại hóa lên, và những cái cải cách đó nằm ở cái phần politics nha. Đây, politics phần chính trị. Phần chính trị thì nó có là cải cách quân sự và cải cách kinh tế. Thì tất nhiên lúc nào cũng vậy, ông nước nào thì cải cách quân sự luôn luôn được ưu tiên trước hết, cho nên là anh em sẽ mất rất là ít điểm resource point cho nó. Đây, điểm resource point đây. Điểm resource point này được cộng thông qua một cái điểm chính, đó là ở tầng lớp tăng lữ của anh, của các anh em sẽ tạo ra cái điểm resource point. Hiện tại tôi có 0,97% dân số, tên tổng số dân làm có tầng lớp tăng lữ và tạo ra 1,45 điểm research point, cộng thêm với điểm tỷ lệ biết chữ là literacy 39%, cộng giao là 0,15, nó sẽ ra một cái điểm nền, điểm sàn là 1,60. 1,60 này sẽ cộng với một cái điểm là plurality cộng 2% của nó, cộng thêm 2% của nó, thì tổng cái điểm research point mỗi ngày anh em nhận được là 1,63 điểm. 1,63 điểm này sẽ cộng dồn vào cái điểm research point ở đây tới khi nào đủ để mà thông qua một số đạo luật cải cách, chẳng hạn như là cải cách cho phép quân đội huấn luyện theo kiểu nước ngoài phương Tây, thì nó sẽ trả là 6.872 điểm research point. Thì anh em khi nào đủ đó thì nó sẽ được cải cách, và mỗi cải cách quân sự đem đến cho em 10% để đi đến hiện đại hóa.
cải cách kinh tế lên đến 15 hoặc 25 hoặc là 20% để đi đến cải cách. Khi nào anh em gom đủ 100% thì anh em sẽ được cải cách phương Tây hiện đại hóa. Chính trị thì hiện tại mình là nhà nước quân chủ chuyên chế, cho nên là mình được toàn quyền quyết định mọi thứ, đặc biệt là quyết định đảng phái chính trị. Thì chính trị hiện tại năm 1836 này chỉ có ba cái ý thức hệ chính, đó là ý thức hệ bảo thủ, ý thức hệ tự do, rồi ý thức hệ reactionary, đó là cái gì tôi cũng không biết. Nhưng mà conservation thì nó là một cái dạng ở giữa, nó giữ thế cân bằng, nó sẽ cải cách chính trị, cải cách kinh tế, cải cách xã hội nếu như mà điểm tranh đấu quá cao. Rồi thì sau này anh sẽ hiểu gần hết. Library thì luôn muốn cải cách chính trị nhưng mà không muốn cải cách cái xã hội. Còn reactionary thì nó luôn muốn là quay lại tất cả. Nó là tiến hóa ngược anh em nhé, nó tiến hóa ngược. Rồi và mỗi ý thức hệ sẽ sinh ra một đảng, có thể là một đảng hoặc là nhiều đảng. Mỗi một đảng sẽ có 5 chính sách riêng, sẽ có 5 chính sách dành cho 5 lĩnh vực riêng. Thì ở đây chúng ta có 3 đảng, là đảng Royal Faction, đảng Hoàng gia, đảng Tự do, đảng Di Tân đó, và đảng Dân tộc. Thì tôi khuyên anh em trước hết là nên chọn đảng có ý thức hệ Reactionary, tức là đảng Dân tộc, tại vì hầu hết là nó có một cái hệ thống chính sách rất là phù hợp cho giai đoạn đầu. Chính sách quân sự thì nó có là Single Arms. Anh em hiểu đơn giản nó là chính sách thiếu chiến đó. Nó sẽ cho quân đội anh em chiến đấu tốt hơn, cũng như ngân sách tăng. Rồi cái anh em nào mà đã chơi cái dòng này thì biết đó. CB là cái gì đó. CB giống như một cái lý do để anh em tuyên chiến với một nước nào đó, thì anh em phải mất một thời gian để tạo cái CB. Đấy. Thì nó sẽ giảm 30% cái thời gian chờ cho anh em. Rồi quyền công dân thì sau này chúng ta sẽ nghiên cứu nó sao. Quyền tôn, chính sách tôn giáo thì nên không cần phải quan tâm nó làm gì. Chính sách kinh tế thì là nó hiện tại là tư sản nhà nước. Tư sản nhà nước thì tư sản cầm quyền anh em có thể là nó cho phép anh em đánh giá, đánh thuế 100%, 100% nha, và không thấp hơn 25%. Thì cái điểm đánh thuế nó không quan trọng, quan trọng là nó cho phép anh em xây nhà máy. Nhưng mà đối với Đại Nam ta hiện tại là đang là một nước lạc hậu, chưa cải cách cho nên là không có xây nhà máy được. Rồi hai hàng, cả hàng Royal Faction và hàng chẳng dân tộc, nó chính sách thương mại của nó là chính sách bảo vệ, protection, chủ nghĩa bảo vệ. Nó cho phép chúng ta đánh thuế hải quan tất cả các mặt hàng nhập nhà nước 100%, nghe nguồn lợi rất lớn. Rồi thì Đại Nam, tỉnh thổ Đại Nam, cái những mặt hàng sản xuất, những sản phẩm của nó là tài nguyên của nó không có cái gì nhiều, không có một cái gì để phục vụ cho công nghiệp cả, chỉ là nông nghiệp thôi. Và công nghiệp thì nó chỉ có một cái thứ mà sau này, tận sau này mới dùng đến, đó là nhựa. Nhựa được sản xuất bằng những cái dùng sản xuất cây công nghiệp nhiệt đới này nè, tropical wood. Chứ còn lại hầu như chỉ là cô tông, bông và lúa vậy thôi, không có than, thép gì để phục vụ công nghiệp cả. Thì chúng ta làm quen cái từng bảng nha. Bảng nhất là bảng production. Bảng production thì cho anh em bốn cái bảng này. Đây, bảng factory là nhà máy, hiện tại không xây được anh em nhé. Bảng 2 là foreign investment, là cái nhà máy mà do cái nước ngoài nó đầu tư vào đấy. Còn production thì nó sẽ cho anh em thấy tất cả các mặt hàng mà anh em trên thế giới, và các tài nguyên, sản phẩm mà trong nước sản xuất được. Đây, những hàng sáng này, những số là những hàng nước sản xuất được. Project này thì sau này là ta sẽ tìm hiểu đến. Budget, ngân sách thì nó sẽ chia làm đánh thuế 3 tầng lớp nha. Tầng lớp hạ lưu, tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu. Thì tầng lớp hạ lưu gồm có giai cấp công nhân này, nông dân này, xưởng công nhân làm ở hầm mỏ đấy,
nô lệ và binh sĩ. Hiện tại là gì ta không có nô lệ nha. Thì tôi khuyên anh em mới vào là nên đánh thuế 100% hết. Thuế hải quan lên 100% luôn. Rồi. Đây là đó là cái khoản income. Cái khoản tiền anh em thu vào hàng ngày. Và bây giờ đến khoản thu khoản chi hàng ngày của anh em. Đó là National Stock Buy, cái kho hàng nhà nước. Thì cái này chủ yếu nhập một số cái tài nguyên sản phẩm mà để duy trì cho quân đội thôi, quân đội cần dùng. Thì chẳng hạn hiện tại là có chín trung đoàn, thì chín trung đoàn này nó đòi hỏi là đòi hỏi da, để duy trì nó thì phải có da wood. Thì hàng ngày là cái kho tôi phải nhập vào đó, thì nó trừ đó. Hiện tại tôi không có hải quân hay là nhà máy gì cả. Rồi education là ngành giáo dục, education hành chính. Đây là hai cái khung mà anh phải trả lương cho hai giai cấp, nó là giai cấp tăng lữ và giai cấp quan lại. Tăng lữ đây, quan lại đây, hai cái khung này rất quan trọng anh em nhé. Organization là nó sẽ tăng cái hiệu quả quản lý ở từng tỉnh cho anh em. Đây, hiệu quả quản lý từng tỉnh đây. Hiện tại ở đàn trong của ta, Tonkin là 39%, An Nam là 34,1%, và đây à, Cochin China ở miền Nam, Nam Kỳ mình đấy, thì Nam Bộ mình thì là 27,6%. Thì nếu như mà cái hiệu quả quản lý này quá thấp, nó sinh ra một số tệ nạn. Suy nghĩ đây nè, nó sẽ làm tai nạn thì không có gì tốt cả, nó chỉ gây hại thôi. Mà các hành chính này mà nó hiệu quả hành chính mà nó cao đó, thì anh em thu thuế vào cũng nhiều nữa, nhờ nó giúp nhà nước, nói chung là toàn bộ đất nước học tốt hơn. Nên đây là khung rất là quan trọng. Education thì nó giúp cho trả lương thằng lớp tăng lữ, thằng lớp tăng lữ là ngoài cái gì tạo cái điểm research point ra đó. Ngoài cái gì mà tạo điểm research point ra đó thì nó còn làm tăng cái gì dạy chữ cho dân số, tăng cái tỷ lệ biết chữ lên là literacy. Literacy rất là quan trọng, nó sẽ cộng dọc điểm sàn research point cho anh em luôn đấy. Rồi thế thôi, quân sự anh em cứ để 50 rồi không có gì hết. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu là National Forecast. National Forecast là một cái mà để anh em để dùng để thực hiện cái mục đích nào đó. Tất nhiên là đây chẳng hạn như tôi, thứ nhất là promotion tăng lữ. Tôi khuyến khích là tầng lớp nhiều nhân dân tham gia tầng lớp tăng lữ để mà tăng cái số tổng số dân cả toàn quốc lên là đủ 2% để đạt được cái số tối đa, cái số điểm mà tầng lớp tăng lữ tạo ra tối đa research point ấy, cái điểm research point ấy. Thì đấy, nó khuyến khích thêm 20%, nó làm tăng nhanh hơn. Thì ngoài cái này ra thì tầng lớp tăng lữ, tầng lớp còn lại cũng tăng lên nhờ cái việc là anh em kéo cái thanh lương này, tăng lương nó đấy lên 100% và giảm thuế của nó để cho nó không bị demo về cái mấy cái tầng lớp khác. Chẳng hạn như đánh thuế quá cao rồi nó không mua được một số cái nhu yếu phẩm cho nó phá sản, nên nó sẽ từ tầng lớp trung lưu sẽ phá sản thành tầng lớp hạ lưu. Rồi, đối với Đại Nam thì trước khi mà anh em cho game chạy thì anh em phải tạo CP với xâm lược Luân Hoa Đăng ngay. Đối với cái nước này lạc hậu thì ngoài cái việc là phải chờ cái điểm Resource Point nó cộng vào để mà cải cách, thì anh em còn có thể là đi xâm lược các nước khác để mà lấy điểm Resource Point. Hiện tại ta có 9 trung đoàn. Nhé.
Trade đi thì cứ từ từ đi. Bây giờ chúng ta chưa cần phải đụng đến cái này đâu. Nhà Thanh là cái tùng minh. Cái này không phải như cái bản 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 đầu tiên của nó nha. Nó DLC này rồi thì anh em muốn tuyên chiến với nước nào đó thì phải có cái lý do. Tức là cái CP thì muốn tạo CP thì phải chờ một khoảng thời gian. Bấm chọn Justify này. Sau đó nó sẽ cho lên cách điều mục. Chẳng hạn điều mục tôi mới chọn đây là đây, lý do của tôi là Conquest. Đạt được mục đích là Conquest, là chiếm đóng nó luôn. Thì để mà chiếm đóng một nước đó, thì nên phải chiếm mấy cả nước của nó để bắt nó ký hiệp định. Nhưng mà đối với một số nước mà nó có đây, hãy chọn bản đồ mà Region Map, xem lên cái nước nó có bao nhiêu tỉnh. Thì Luang Prabang nó chỉ có một tỉnh nhất thôi, thành tỉnh Lào. Thì anh em có thể sáp nhập nước nó vào một lần duy nhất. Còn mà cái nước như Sim đây này, nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 tỉnh, 6 tỉnh. Thì đối với các nước mà lạc hậu đó, thì trên 3 tỉnh là anh em không thể sáp nhập nó. Còn đối với các nước phương Tây đó, thì trên 2 tỉnh là anh em không thể sáp nhập được nó. Thì thôi. Mà anh em phải chiếm từng phần của nó. Tức là từng tỉnh một. Mỗi nhiều vùng nó sẽ kết thành một tỉnh. Như tỉnh Vĩnh Long, vùng Hà Tiên, Vĩnh Long, Sài Gòn, Đồng Bải, Pleiku, Quy Nhơn, nó sẽ tạo thành một cái tỉnh. Bấm lên thấy cái tỉnh là tỉnh Cochinchina đấy. Địa chính trị của mình thì có sự can thiệp của Đế quốc Anh nhé. Đại Nam thì mới đầu vào thì tốt nhất anh em kết đồng minh với nhà Thanh, còn lại thì anh em không nên kết đồng minh với ai hết, tại vì sẽ dễ lôi kéo anh em vào cái trận chiến đó với Đế quốc Anh thì nó không tốt tí nào. À đây, quên mất, khi mà anh em tạo CP đấy thì trong quá trình này nó sẽ không, nó sẽ nhảy ra một cái event đây. Event này có một cái là sẽ giảm 25% thời gian chờ, và một cái là sẽ tăng 25% thời gian chờ. Nói chung là nó random thôi. Rồi trong cái quá trình tạo này nè, anh em làm hoàn toàn là bí mật. Nhưng mà một cái lúc đó có thể nó sẽ phát hiện ra cái tạo lý do của anh em nó bị phát hiện ra, thì nó sẽ bị anh em bị sẽ dính cái điểm ô danh. Điểm ô danh này nó phụ thuộc tùy thôi. Thì chẳng hạn như nãy tôi đặt cái mục tiêu conquest của nó là nó sẽ trả là 22 điểm ô danh. Thì trong thời gian chờ ở đây, nếu mà cái thanh dậy đến 50% mà tôi bị phát hiện đó, thì tôi sẽ chỉ lãnh có 11 điểm ô danh thôi. Tức là sẽ giảm dần thời gian. Nếu như một tới 100% mà không bị phát hiện thì sẽ không bị không có điểm ô danh nào hết. Điểm ô danh là một cái công cụ mà nhà sản xuất tạo ra để kìm hãm cái sức chiếm đóng của anh em lại. Tức là không phải lúc nào cũng xâm lược mãi mà phải chờ điểm ô danh đó nó giảm. Nếu điểm ô danh nó vượt quá 25 điểm thì tất cả các nước trên thế giới nó sẽ có một cái CP để mà nó tiên chiến với anh em đó. Thì đó là những cái mà ta cần nắm hiện tại thôi. Binh sĩ thì không phải lúc nào cũng tạo được, nó sẽ giới hạn cho anh em. Chẳng hạn như bây giờ nó giới hạn tôi là không tạo quá 11 trung đoàn. Lý do là vì dân số toàn Đại Nam mà làm binh sĩ chỉ có 17.995 thôi. Muốn thì anh em phải khuyến khích người ta gia nhập cái tầng lớp binh sĩ nhiều hơn. Đấy. Ơi, vừa vào thì tắt hai cái này đi. Vào cái bảng Mirage MC nè, tắt hai cái này đi. Tất nhiên có nhiều cái để nói. Nếu mà tôi ngồi tôi nói hoài thì không bao giờ hết được. Đây nha, quân không phải mới bấm. Bấm đây, bấm tạo quân ở đây là có liền cho anh em tạo nha. Bấm xong em phải chờ. Chờ nó mua mua hết toàn bộ những cái gì mà cái quân chủng mình nó cần để tạo ra đó thì nó mới bắt đầu tạo. Thì ban đầu anh em nên cho kỵ binh vào chung với cái sư đoàn bộ binh. Tại vì kỵ binh và pháo binh sẽ giúp cho anh em chiếm đóng cái
cái tỉnh nó nhanh hơn. Đây. Đây, chúng ta nét tiếp tới thằng Thái. Bây giờ vào là cứ phải đánh thật là nhanh vậy. Tuyên chiến. Mỗi lần muốn thực hiện thao tác ngoại giao thì anh em phải chịu mất một cái điểm diplomatic point nhé. Diplomatic point này thì nó không vượt quá 9 và nó cộng theo tháng. Anh em nhìn đây này. Nó là đối với em thì nó sẽ cộng nhiều hơn nếu anh em nghiên cứu công nghệ. Nhưng mà hiện tại mình là một nước unserviced là không văn minh thì nó trừ 25% điểm sàn nó 0,3, nhưng mà nó trừ 25% là mình chỉ nhận được 0,2 hàng tháng thôi. Sale là cái này em nhé. Rồi hết tháng này là ta có thể tiên chiến với Lào rồi. Đây những support lên đây là một rồi, là anh em có thể thực hiện một thao tác rồi đó. Nó mất một phát rồi ha. Rồi bây giờ tiên chiến thôi. Quên đi, mất thời gian anh em nhé. Đây, Salavans. Đây, nếu một tỉnh mà không có quân đội nào đối địch thì mình sẽ thực hiện thao tác là chiếm đóng. Thì chiếm đóng mình mất khoảng thời gian. Đây, anh em có thể thấy cái thanh này. Đây, cái thanh này thì cái thanh mình sẽ chiếm đóng hoàn toàn Bình Định, chiếm đóng về hoàn toàn cái tỉnh này. Đây, Occupation Laban từ 5% rồi. Cái điểm này sẽ cộng càng nhanh nếu mà anh em có nhiều kỵ binh và pháo binh. Pháo binh phải đi kèm với kỹ sư nữa mới được nha. Engineer. Đây, thao tác trận chiến. Vì với vào trận chiến thì tốt nhất ấy, tôi khuyên anh em là nếu tấn công một cái dạng địa hình như thế này, đây, địa hình đồi núi, địa hình rừng, địa hình đồng bằng này cũng có gì nói rồi, địa hình rừng thì anh em sẽ bị trừ một ở các khoảng tấn công, địa hình núi nên sẽ bị trừ hai khoảng tấn công. Đây tôi là phe tấn công và đây là phe thủ, thì khi bắt đầu một ngày đánh thì bắt đầu và thực hiện cái thao tác là quay xúc xắc hai hai bên, bên nào quay xúc xắc nhiều hơn thì bên đó thắng, thì bắt đầu gây hai bên đánh nhau gây thiệt hại với nhau, nhưng mà không phải cái giúp xúc xắc lớn là gây thiệt hại lớn đâu nha, nó phải còn tính vào cái số lượng quân đội của bạn và cái quân đội của bạn nó có những cái đặc điểm riêng, có nghĩa là đây giống như là bộ binh thì nó có sức tấn công là 4 và phòng thủ là 4, thì cái này nó còn được cộng dồn vào khi mà nâng cứu công nghệ. Đây mấy cái này đây lock right field đấy, nó đấy thì đấy thì đang nhìn thấy này, không có tướng thì nếu mà quân đội không có tướng chỉ huy ấy, thì luôn luôn là bị trừ 2 điểm trừ phòng thủ và trừ 2 điểm tấn công nha, thì hình đầu núi bị trừ 2 nữa là đang bị trừ 4 đó. Thì anh em nhìn thấy hiện tại là tôi đang mất nhiều quân hơn nó hàng ngày, nhưng mà do quân đông hơn, rõ ràng là đông hơn. Mà trang bị tốt hơn nữa, cho đánh bất ngờ, cho đánh bất ngờ nó không kịp huy động quân. Cái thanh organization của nó nè, xanh màu xanh này chỉ có một nửa thôi nên mình chẳng thắng. Đấy. Đây, gọi chư hầu vào xử lý cái đám đó thôi. Đối với các nước mà là chư hầu ấy, thì anh em có quyền là điều khiển cái quân đội của nó nha.
Muốn điều khiển quân đội thì phải chơi chỉ gọi nó vào cuộc chiến Call Ally, sau đó là Command Unit. Nhé, cái chiến lược của đại việt của mình là phát triển thật nhanh và điểm này xâm chiếm thật nhiều vùng đất để mà tây hóa nhanh. Đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á thì không có một cái mỏ than, mỏ sắt nào hết. À quên, cái tài nguyên quan trọng trong cái thời gian này, trong cái thời kỳ này, không còn cái gì quan trọng hơn than và sắt. Em nhớ thôi, than và sắt là quan trọng nhất. Ngày xưa thì bản 1 thì tôi có thể là chiếm Hàn Quốc luôn, xây tàu chiến thì chiếm Hàn Quốc luôn, nhưng bây giờ thì không được. Bây giờ nó luôn là đồng minh, mình với nó luôn là đồng minh với nhà Thanh rồi, cho nên là không không không, không đánh được. Tại vì nhà Thanh là chắc chắn một điều nó sẽ không bao giờ nó bỏ Hàn Quốc để nó theo mình đâu. Nào, đừng có gom quân lại như thế nha. Rồi mỗi một quân đi qua cái vùng nó sẽ có điểm supply limited, đó là cái giới hạn mà có thể tiếp tế cho quân đội ở đó, là chẳng hạn điểm Salaban là 24 ngàn quân, vậy tôi có 15 ngàn quân thì tôi không bị dính điểm alienation. Tức là điểm alienation là nó sẽ trừ, chẳng hạn như trừ 2%, thì hết một tháng anh em toàn bộ quân trong anh em sẽ mất khoảng 2% quân đội đó, mất 2% số lượng quân đội thì sẽ bù vô thôi, bù vô đây dân số của tỉnh bù vô. Nhưng mà nếu mà dân ở đó, ở cái tỉnh đó, chẳng hạn như đội kỵ binh thì xuất thân ở Thanh Hóa nè, nhưng mà số binh sĩ ở Thanh Hóa nó quá là ít, ở đây có 978 thì gần như nó quá nhỏ, nhưng mà nó bù vô cho cái quân đoàn này, cho trung đoàn này nó sẽ hiện màu đỏ. Thì nếu như càng ngày nó không đủ nữa thì nó sẽ mất luôn cái quân đội này. À, như thế này. Đây cũng là mình có 16.000 quân, 15.000 quân vẫn đủ. Nhưng mà tại sao dính điểm Alienation Bond là 2%? Tại tại vì mình đang ở trên đất của địch. Đó là điểm bắt buộc. Đúng là các bạn chả làm được cái gì. Nhá, tôi phải tạo tướng này. Đây điểm leadership đây, leadership sẽ cộng hiện tại là cộng 1,32 hàng tháng. Nếu mà anh em được 20 điểm thì anh sẽ được tuyển tướng. Tướng đây. Đặc biệt tướng anh em nhìn vô mà anh em thấy là attack mà nó trừ hay là defense mà nó trừ thì tốt nhất là thôi đừng chọn. Nếu trường hợp mà bí quá không có tướng á thì chọn thằng nào trừ ít hơn, tất nhiên là trừ ít hơn có nghĩa là nó không trừ quá 2, nó trừ 1 thôi, thì anh em chọn để mà bớt đi cái khoản kia, cái khoản mà không có tướng trừ 2. Đây mình bây giờ mình không cần phải gửi hiệp ước đâu, sớm muộn gì luôn ba răng nó cũng gửi thôi. Đây offer là nó cho mình cái gì đấy nha, nó cho mình là Agnes luôn ba răng là xác nhập nó thì mình ok. Đây
Khi còn là một nước không văn minh thì nó sẽ khi chiếm một cái nước đó hay một cái tỉnh đó, nó sẽ có một lựa chọn, đó là mình nô lệ cái tỉnh đó hoặc là mình không nô lệ cái tỉnh đó. Tất nhiên nô lệ tạo ra tầng lớp nô lệ rồi, nô lệ thì nó cái sức sản xuất của nó thì cũng gần bằng mấy thằng nông dân hay là công nhân gì đó, nhưng mà công nhân xưởng mỏ mà nó cũng đòi hỏi rất là ít ít nhu cầu, nhưng mà thôi tôi không nên chọn cái đó. Rồi không không chọn không nô hóa dân ở đó thì nó sẽ trừ bớt cho mình trên toàn quốc, nó trừ cái điểm nhận thức của nhân dân đi. Điểm nhận thức thì làm sao? Điểm đây ở bảng dân số có hai cái hình, đó là hình đốm lửa và hình một cái đầu người, cái não. Thì điểm militancy là điểm tranh đấu, tức là nó sẽ dễ sanh ra phiến quân hơn, dân dễ cáo gắt hơn là gì đó, nó sẽ dễ rời bỏ cái đất nước nó đi đến chỗ khác. Mà nếu như anh em thuộc địa nó sẽ bỏ mẫu quốc đi đến thuộc địa. Còn nhưng mà cái này nó dễ giảm dễ trị, nhưng còn hàng này tăng chậm, nhưng mà nó sẽ gây khó khăn về sau, về lâu dài. Có nghe chưa? Ok, lỗi anh em, video mới bị gián đoạn. Sao đâu rồi? Ok rồi, để lấy như mà tôi nói đấy, concession là điểm nhận thức, thì cái điểm này nó khó tăng, tăng rất là chậm nhưng mà nó gây hại rất là lâu dài, tức là đồng nghĩa với việc là người dân trong nước nhận thấy rằng là cái bản chất nhà nước như thế nào. Và cái phiến những phiến quân, những tổ chức phiến quân sau này là nó sẽ nó sẽ khó trị hơn, tất nhiên là nó sẽ spam luôn cái phiến quân ra, nhưng mà nó khó diệt, cái hoạt động sẽ càng tinh vi hơn. Chúng ta sắp sáp nhập luôn Luvaran vào nước. Thứ hai là vì Luvaran không phải là đối thủ chính xác, nhưng mà Sim là đối thủ vừa tầm với mình. Do là hết telepathic point rồi nên chỉ cần giờ chờ Luvaran nó gửi hiệp ước vào thôi nha, không có gì làm nha. Nên trong lúc chờ thì đây là vòng political, thì ở cái thứ thức hệ library đó nó có từ library fashion. Tức là theo chủ nghĩa tự do, mà cái chính sách kinh tế của nó là laissez-faire, tức là chủ nghĩa tự do đó, chủ nghĩa tự do thương mại là bắt đầu từ cái thời triết học khai sáng thế kỷ 18 của Voltaire đó ha. Thì nên hiểu đơn giản cái này là nó tách cái nền công nghiệp khỏi sự quản lý của nhà nước thôi, nên không không có quyền xây gì cả, chỉ là tư bản nó tự xây. Cái đoạn mà nước mình chưa văn minh thì chỉ có ba chiến tranh nhỏ lẻ liên miên chờ đợi thôi, đâu làm gì hết. Vừa được cái CP với Sim rồi, bây giờ là tiên chiến với Sim nha. Tốt nhất là đầu game anh em chọn cái đảng nào mà nó có cái chính sách world policy, nó là
Chingonism, cái đó là chủ nghĩa dân tộc kết hợp với hình thức đối ngoại xâm lược đấy. Thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ mà tăng cái tỷ lệ xây dựng lại cái tổ chức trong quân đội là 50%, cũng như là chi viện tăng thêm 50%, cũng như cái thời gian chờ CP nó giảm hơn. Thì tất nhiên Thái là đối thủ, nó không nên xem thường, nên là Thái chỉ trong thời gian thế thủ thôi. Mỗi lần anh em thực hiện một cái thao tác hay là thao tác đối ngoại thì phải chờ khoảng thời gian mới thao tác lại được nhé. Quân đoàn thứ nhất của Sim xuất hiện rồi, chúng ta có Savanakes, quân đội hoàng gia Sim. Tốt nhất là chờ nó mình vào thế thủ. Thôi, muốn sim chạy rồi. Dung Đại Nam sau này mà chiếm ở Đông Nam Á chủ yếu là để có quân nhiều hơn thôi. Thì lúc đó mình chiến công ty xâm lược của Đại Nam lên phía Bắc Hàn Quốc. Tất nhiên là thời đại Victoria thì tất nhiên là thời đại mà công nghiệp hóa nó rất cao. Mà ở Đông Nam Á thì ngoài cái mỏ sắt ở Ratchaburi của Sim là thì không còn ở đâu có mỏ than có sắt nữa hết. Nhưng mà ở Bắc Hàn thì hoàn toàn khác. 6 tỉnh đầu của nó là hầu như là có than và sắt rất là nhiều. Tiếp đó là nói dùng Mãn Châu nè. Là quân của Non Cao Thang tiến đến Vinh. Vinh là cái thị trấn mà nó là rừng nhiều, tập trừ có một điểm thôi. Tập trung tiêu diệt từng quán quân của quân Sim nha. Lúc mà anh em đánh sim thì cái tốt nhất anh em cần quan tâm đó là
thằng Anh nó sẽ sáp nhập thằng Sim vào một cái thị trường chung của nó, tức là Sphere of Influence. Thì cái thị trường chung này nó phá vỡ cái hàng rào thuế hải quan của Sim. Nghĩa là Sim có quyền truy cập cái thị trường chung của Anh, tức là trong đó nó có thể lấy bất cứ cái gì nó muốn, nhưng mà đổi lại thì nó mất cái sự tự do. Chưa kể là ai mà chiến chiến với nó thì anh sẽ có một cái CP để chống lại nó. Mà mình thì lại không muốn dính líu tới bác anh đâu. Rồi một tàu quân của Sim nó ra thì xong ở đây cũng là bị trừ một điểm đấy, không phải là không trừ đâu. Quân xin ăn thua to rồi nha. Vậy cứ chờ đợi anh em, yêu sẽ thấy đợi chờ là hạnh phúc. Ê, không ổn rồi. Hơi khinh địch rồi anh em nhé. Kinh địch rồi nha. Đúng rồi, nó đuổi theo quân Sim, quân Tha, Campuchia thì mình không có gì phải lo. Mình tổ chức lại hai đạo của mình đi. Như ta đang bị sa lầy ở phim thì phải. Tốt nhất là nên đánh nó nhanh lên, nếu không thì thằng Anh nó sẽ đưa vào thị trường chung á. Ra nó vẫn Pacha. Muốn thêm một cái wargon nữa nhưng mà không được anh em, tại vì infamy của tôi đã làm rất là cao rồi, 19 rồi, vượt quá 25 là tôi ngay.
thì hai đạo quân của Sim đã bị diễn đi rồi, bây giờ cứ chờ thôi. Giờ đánh làm gì thì làm gì, đọc báo thì làm gì. Aberloxin à, 1877. Ông này là diễn viên kịch à, Aberloxin được biến tên qua vở kịch opera Zach Zimmerman's với một chiếc lepis đó nha bạn. Cái event vừa nhảy lên là nữ hoàng Victoria đã nên nắm quyền ở Anh rồi. Democracy in America. Đây là cái khoảng thời gian mà sau cách mạng của Pháp. À quên, đây này. Một cái cường quốc mà những người ta đã vẫn quên đó là đế quốc Ottoman. Đế quốc Ottoman bây giờ vẫn còn sự chiến thắng, vẫn còn cái thế lực của mình nằm ở vùng Balkan, vùng Iraq ngày nay, Tripoli. Thì cái bọn này được vào thế kỷ này được gọi là the sick man in Europe, tức là kẻ ốm ở châu Âu. Thì anh em hiểu bản chất nó đang như thế nào vậy? Áo là một đế quốc đa chủng tộc bao gồm tiệp khắc Sepria, nhận chưa? Do cái bản chất ta chủng tộc của nó nên nó rất là phức tạp, cho nên đó là lý do vì sao mà nó không có một cái thuộc địa nào phía xa. Phổ về nước Phổ thì chúng ta có Frederick đại đế phải không, là thủ tướng vĩ đại là Otto von Bismarck. Ông này có một câu nói rất là hay, đó là một ngày nào đó một ngọn lửa sẽ trỗi dậy hủy diệt cả thế giới, xuất phát từ một cái ý nghĩ ngu ngốc và đó dùng băng căng. Tất nhiên tháng 7 năm 1914 thì bạn 1914 là thế tử Áo Hùng bị ám sát đấy. Ta là dùng Indonesia ngày nay này. Vậy nếu mà anh em nào muốn mà chiếm một cái vùng mà nó có sau này mà tiềm năng xây dựng quân đội thì tốt nhất là cái vùng Java, cái vùng này, đảo Sumatra của Indonesia. Một
Nước nào mà anh em mới ký hiệp định rồi thì anh em phải chờ 5 năm mới được tuyên chiến lại một lần nữa. Theo là hình tôi thấy là 5 năm nữa thì nó vào thị trường chung của anh mất mẹ rồi. Đây nhá, anh em thấy nè, nó xây dựng đội kỵ binh này thì nó đòi hỏi phải có da và rượu, nào mua đủ số lượng này nó sẽ bắt đầu xây 120 ngày. Những cái việc mà đặt National Fortress ấy, khuyến khích tầng lớp Legiman tăng lữ ấy, thì giai đoạn mà những nước mà literacy để biết chữ thấp như vậy thì tốt nhất là mỗi tỉnh là dân số tăng lữ phải chiếm 4% tổng số của tỉnh đó, thì si cả nước là 4% nó mới tăng nhiều được. Có những nước bắt đầu là có một cái nền rất tốt từ phương Tây quá nhanh, chẳng hạn như là Nhật Bản, tỷ lệ dân biết chữ rất là cao, và có nhiều anh minh trị nè. Ba Tư Pháp thì bây giờ sau cái thời kỳ Napoleon thì nó gần như là nó sụp đổ rồi. Sau chiến thắng Waterloo là Pháp đã nhường cái vị trí cường quốc châu Âu lại cho Anh rồi. Anh bây giờ đã chiếm cả Ấn Độ. Nếu anh em muốn thống nhất Ấn Độ ấy, thì cái thành bang dễ đánh nhất là thành bang Panchab này này. Panchab nha. Sau này còn nhiều cái event lắm, thậm chí anh em có thể là khiến cho Đại Việt mà xây dựng có kênh đào siêu ê cũng được. Đây, One Sea Fear Mice. Nha, anh em nào muốn Tây hóa nhanh thì phải xây dựng quan hệ tốt với cái nước cường quốc như là như Anh hay Pháp này. Nó sẽ đưa anh em vào cái vùng thị trường chung của nó, nó sẽ được tác động bởi cái nguồn gió phương Tây, cái event nguồn gió phương Tây. Muốn xây dựng quan hệ tốt đó thì chờ được Innovancy được 2 thì chọn cái In Relationship này. Đấy, mỗi lần sẽ cộng cho anh 15. Muốn giảm quan hệ thì tay Degree Relation. Nó chỉ tốn có 1 điểm Diplomaticon thôi. Trung Quốc thì cái bản đầu nó là một nước thống nhất, nhưng mà sau cái bản này nó chia thành những cái tỉnh chư hầu nhỏ ha. Nó cũng gần như là cái hệ thống chư hầu nhưng mà nó khác một chút. Nó gồm có Quảng Đông này, Vân Nam này, Thanh Hải này, Tân Cương, Mông Cổ và Mãn Châu. Thì sau khi mà Trung Quốc mà nó Tây hóa được thì nó sẽ ra một cái event thống nhất rồi hết. Và nếu như các cái chư hầu nó không chấp nhận thống nhất thì Trung Hoa phải tiến hành chiến tranh. Nên tất nhiên năm 61 mới có cái event là Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn. Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn lãnh đạo là cái chính sách nó gần giống với chủ nghĩa cộng sản ấy. Mà nó mang tính chất là tôn giáo Thiên Chúa. Tôi cũng nể cái ông này lắm. Nằm tối ngủ nằm mơ mà thấy Chúa Giêsu gọi mình là anh trai, thôi thôi thật chả thể ngờ. Tôi cũng chịu ông đấy.
Cái đoạn này mình không gì làm nhiều, mình chỉ chờ đợi thôi anh em nhé. Đây là Hồng Kông. Hồng Kông thì nằm dưới quyền của Đế quốc Mãn Thanh. Sau này Đế quốc Mãn Thanh mất vào Hồng Kông, mất vào tay của Anh trong chiến tranh Nha Phiến ha. Chiến tranh Nha Phiến chủ yếu là do là cái bọn cuồng trạ phương Tây, tại vì là mấy thằng Anh ấy, phương Tây Trung Quốc đóng cửa không bán trà cho nó thì nó cầu không được, nó xin hoài không được thì nó chỉ mở một cái cửa duy nhất thôi là cửa Canh Tông, tức là Quảng Châu, Quảng Đông ngày nay, Quảng Châu ấy. Mà tàu buôn nó ra vào tấp nập mà nó vào không được thì nó xin mở cảng mà không được, nó bắt đầu nó tuồn thuốc phiện vào. Nhà nhà Thanh thì phải cấm thuốc phiện, mà cấm thuốc phiện thì nó lấy cớ đó để mà nó gây chiến. Đấy, uống trà đấy, thú vui tao nhã đấy. Khổ thật. À, đây có Thụy Điển ở đây. Thụy Điển thì sau cuộc chiến tranh vĩ đại phía Bắc đối với Nga, Ba Lan thì nó lụng bại luôn. Nó không còn gì nữa, mà một cái đế quốc. Nó không còn gì nữa ngoài một cái tàn tích của đế quốc thôi. Đất trắng là đất vô chủ anh em nhé. Sau này anh em có nghiên cứu mấy cái thác chẳng hạn như là thác này nè. Mỗi năm thì đấy, mỗi năm thì nó cập nhật cái tình hình là hưởng upper house của anh em như là quốc hội đó. Nó sẽ chuyển số ghế ra một số đảng. Hay tắt để mà đi thuộc địa thì nó đòi hỏi là phải có theo army thì phải có là machine gun, à không, red claw rifle, thì nó có cái invent là colonial nation đấy. Invent này thì mỗi khi mà nghiên cứu một cái công nghệ hay là nó xong thì một khoảng thời gian sau nó mới xuất hiện, nó lập tức là nó random, hầu như nó toàn là random thôi. Một cái test thứ hai nữa là stay in government, nó có là mission to civilize. Cái thứ hai, cái thứ ba thì tôi quên để đâu rồi, à nhớ rồi, cái này industry phần medicine ấy, nó có cái là genetic heredity ấy. Đủ ba cái đó anh em có thể mà đi thuộc địa được. Mà thuộc địa ở châu Phi thì tốt nhất là thuộc địa ở đâu, là ở bờ biển Ngà ấy. Dùng bờ biển Ngà Cameroon ngày nay này. Đây này. Sau Cameroon, Gabon với North America, North Cameroon. Dùng Niger. Congo. Ở đây tất nhiên là có mỏ than, mỏ sắt, mỏ thép ấy. Đấy, em thấy bây giờ là tăng lữ tôi là chiếm 1,49% dân số thì cái điểm research nó tăng lên 2 mấy rồi. Đây anh em ạ, à, khốn nạn thân tôi, research bond mới có 3.000 mấy.
cái vùng mà San Francisco, Los Angeles cả hai cái đó là thuộc Mexico. Mà sau này thì Mỹ nó chiếm lại, nó không có một cái là như nhớ nè. Hình như là cái event The Manifest Dynasty ấy. Đấy. Đây bán đảo Alaska này, bán đảo Alaska ngày xưa là của Nga. Nhưng mà sau cái cuộc chiến mà ở bán đảo Crimea, bán đảo Crimea đó, với Anh Pháp thì Nga Hoàng mới nhận ra được là nước Nga cần cải tổ lại quân đội và không có tiền sau cuộc chiến tranh mà, cho nên phải bán. Bán cho ai? Không là bán cho Anh. Tại vì Anh vừa là đối thủ vừa là kẻ thù, mà bán Alaska thì lại thêm một căn cứ thuộc ở phía sau của Nga thì sao? Cho nên Nga Hoàng quyết định là bán cho Mỹ. Đây mà đây là đảo Sakhalin này. Sau này là chiến tranh Nga Nhật năm 1910 hay gì đấy. Là Nhật ngoài đánh cái cảng Lữ Thuận rồi nó còn đánh trên đảo Nam đảo Sakhalin nữa. Đây lý do gì sao mà nó không chiếm hết đảo Sakhalin, nó chiếm phía Nam Sakhalin thôi. Tại vì Sakhalin nó có mỏ than. Còn phía Bắc nó không có gì hết. Đấy, Bố Thiên Sư mới là Nhật lùng. Khôn thế. Cả thằng Nga và thằng Nhật Bản là nó đều có kho ở đây hết nha. Cái gì sản xuất trong nhà máy ngoài cái việc mà đáp ứng cho đi quân sự thì nó còn là để hài lòng cho các tầng lớp ở bên trong nước nữa. Nếu mà là lát nữa tôi phải đánh với Sim nữa thì tôi phải chiếm cái hàng chiên mai chứ, tại vì hàng này nó có thuốc phiện, mà thuốc phiện thì là cái thứ duy nhất mà rất là đơn giản để cho cái tầng lớp thượng lưu nó hài lòng. Tất nhiên hài lòng mà tôi đánh thế là 100%, không nói gì. Đối với anh em nào mà không muốn quản lý vi mô á, tức là chỉnh xây từng cái nhà máy, nâng cấp từng cái nhà máy á, thì đừng đánh thuế mấy hàng tư bản, mấy hàng lớp thượng lưu nó quá nặng. Đặc biệt là chọn cái Li-Fi giống như cái nãy của tư bản á, của hàng Library á, cho nó tự xây. Thường thì để cho máy tự xây thì nó hơi tào lao một tí. Tại vì cái nhà máy nó ra mà nó không sản xuất được thì tiền nó sẽ trừ vô sách nhà nước. Sau này có cái factory nó ra thì tôi chỉ anh em cho nó chỗ nào. Nó có cái nút đàng hoàng. Đây sorry đi, anh em thấy cái mũi tên chỉ ra là cái ba cái hàng hóa, ba hàng hóa mà mình xuất khẩu lớn nhất bây giờ, mũi tên nhập vào đó, mũi tên xanh đây là hàng hóa mình nhập khẩu. Hiện nay có một số cái mà dân phải cần, một số cái dân không cần, nó chia theo tầng lớp đàng hoàng. Thật
cái đoạn này nói chuyện cho đỡ nhàm thôi chứ tôi cũng viết tôi cũng biết nói gì bây giờ. Xíu là mình chờ thôi. Đây là cái nước Ả Rập nha. Cái nước Ả Rập thì sau này anh em mà nếu đánh có thể thành lập cái liên minh Ả Rập Xê Út ở đây luôn. Hy Lạp thì có kho này, nó đang cố gắng giành lại của đất của nó. Tây Ban Nha thì tiến vào Morocco, và Pháp thì tiến vào Algeria. Đây là cái nước Nam Mỹ. Nam Mỹ là xưa là thuộc địa của thực dân Anh, Tây Bồ, Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha đấy. Sau này có anh hùng nè, anh hùng Bolivar và đại tướng San Martin với sự giúp đỡ của người Pháp nha, giải phóng toàn bộ cái nước Nam Mỹ này. Đó là đảo Falkland. Đảo Falkland này vào sau cái này chiến tranh thứ hai, đó là cuộc chiến nhỏ với Argentina với Anh Quốc giành lại cái đảo này nè. Đảo này rõ ràng nó có kho của Argentina. Haiti, Haiti là thuộc địa xưa là thuộc địa của Pháp. Nó là tập hợp những cái đồn điền sản xuất đường thôi. Mà sau này Pháp thì sau cuộc cách mạng Pháp thì nó rời đi hết, bỏ là thuộc địa, thành lập một cái nhà nước toàn là nô lệ dân da đen thôi. Nhưng mà Pháp đi rồi nó vẫn chưa để cho cái nước này yên, nó bắt là phải bồi thường, cái nó còn quay lại xâm lược một lần nữa. Và sau này nó thất bại, và sau thất bại nó thậm chí nó không ngưng mà nó còn đòi Haiti phải bồi thường cái khoản tiền nó tới tận bây giờ. Cho nên Haiti ngày nay rất là nghèo, vẫn như vậy. Trung Mỹ ngày xưa đây, Trung Mỹ ngày xưa nó không phải là những nước riêng biệt như bây giờ cho Honduras hay là El Salvador, mà nó là một tổ chức riêng ha, đất nước thống nhất USA. Là United States, United States, United States Central America. Phổ thì sau chiến tranh thì nếu mà nó giành được cái tầm ảnh hưởng ở phía Bắc này, nó thành lập liên bang Bắc Đức. Và thế là nó mở một cái event cho các nước ở phía Nam, chẳng hạn như Bavaria với Brandenburg, là nó thành lập cái liên bang Nam Đức cho nước Áo hậu thuẫn. Nên nếu mà chơi phổ mà cái event thống nhất nước Đức ấy, thì nó chỉ thống nhất được cái phần nước Đức trên bản đồ thế giới hiện nay thôi. Nếu mà thống chính thức bằng nước Áo thì nó sáp nhập luôn cái phần của đế quốc Áo về đế quốc Đức, thành nước thành lập nước Đại Đức. Thì trong trong game này thì nó có hai cái thằng sau khi thống nhất rồi rất là kinh khủng, đó là thằng Trung Quốc và thằng Đức. Đức thì kiểu nào cũng kinh khủng như nhau. Anh thì ngoài cái việc là nó phát triển cái nền công nghiệp dệt may sớm đó, thì nó còn được hậu thuẫn với cái gì là thuộc địa ở Ấn Độ nữa. Thuộc địa Ấn Độ thì trên thế giới này duy nhất chỉ có 3 chỗ là một tỉnh Ron ở Pháp và một tỉnh ở Mexico. Còn lại hầu như là phẩm màu tự nhiên là tồn tại ở Ấn Độ hết, cho nên là phẩm màu là cái thứ rất cần thiết thì sản xuất lụa. Chỉ có Ấn Độ có thôi. Còn tơ tằm thì tất nhiên là ở Trung Quốc. Trung Quốc cái tỉnh phía đông.
24 tháng 12 năm 1843 là mình có thể tính lại sim rồi nha. Có những tướng rất là giỏi à, như Nguyễn Phước Khải nè, Tôn Thất Trọng Hiệp và ông tướng này Nguyễn Phước Nghiên tấn công cộng hai rất là kinh. Sau này Tây hóa thì xây dựng quân đội như thế nào thì tôi khuyên anh em đó là xây pháo nhiều vào. Anh em xây pháo là 10.000 pháo thì anh em phải có 10.000 bộ binh hoặc kỵ binh cộng lại đủ 10.000 để bảo vệ số pháo đó. Pháo rất là quan trọng nha, gây đam rất là to. Kèm theo đó là nó phải đi với 1 hay 2 đội engineer thì tạo lớp phòng thủ của nó là vô đói. Có kỵ binh thì tốt nhất là anh em nên xây dragon ấy. Dragon thì khởi đầu của nó thì không mạnh, không yếu, mạnh nhất là kỵ binh thiết giáp. Nhưng mà cái này về sau nó không có cộng dồn gì đâu, thằng này mới là thằng cộng dồn này, cho nên xây này là hiệu quả về sau nhá. Về sau thì có xe tăng thiết giáp thì khỏi phải xây mấy này nữa. Tôi gặp tôi là tôi xây hết thiết giáp với máy bay thôi, tại lúc đó là mình nước mình giàu lắm rồi. Kinh tế mình đi xuống anh em nha. Đó là điều hiển nhiên thôi. Đây một cái event đó là truy nã thì mình có hai lựa chọn, đó là search low, search high. Search high có nghĩa là tìm kiếm cái tên tội phạm này ở cái tầng lớp thượng lưu. Thì cái tầng lớp thượng lưu nó sẽ cộng thêm 2 điểm tranh đấu, tức là nó dễ đấu danh hơn, đấu danh vũ trang nữa. Thì anh em cứ hiểu là Militancy Tennessee và Conciertness nó là đấu danh vũ trang và đấu tranh bất hoạt động gì thôi. Sức lao thì nó là cộng 1, cộng có 1 điểm đấu danh vũ trang thôi. Nhưng mình nên nhớ rằng là lao đây là tầng lớp hạ lưu rất là đông. Mà phiến quân thì cách mạng nào dân nữa thì tầng lớp hạ lưu nó cũng chiếm số đông hết trơn, cho nên là luôn luôn là hành hạ bọn thượng lưu nha. Có cái gì bất lợi cứ đưa cho thượng lưu hết. Cái hay của dòng game này là nó có cái hệ thống mô tả rất là chân thật về kinh tế, chính trị, quân sự gì chắc nữa, nó làm rất là chân thật. Nhưng mà chỉ có chờ thôi anh em, chả làm gì được. Tôi đi uống nước thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhé, thời đại Victoria này là lịch sử thế giới biến động rất là nhiều. Dĩ nhiên chơi trò này thì anh em nào đã quen rồi thì không nói nữa. Nhưng mà ai mà mới chơi mấy trò của Paradox chẳng hạn như game đại chiến lược như thế này thì nếu mà chơi khoảng 1 tiếng đầu á, mà thấy đầu nó hơi choáng chóng mặt đó thì nghỉ đi. Đừng cố gắng. Hôm sau là tiếp. Nếu mà ai đã quen rồi thì thôi, bình thường. Chỉ có nào anh em mà thấy mà cái tàu quá thì nghỉ, tại vì nó dễ gây loạn trí. Chắc hẳn ai đã trò này về cũng có cái menu của nhà sản xuất cho nên có cảnh báo đàng hoàng. Tôi chơi thử Trung Quốc rồi thì thống nhất Trung Quốc rồi nghiên cứu một số tác công nghiệp thì thấy sau khi tôi coi lại cái phần sản lượng sản xuất của mình ấy, nên bấm vào đây nè là anh có thể xem cái sản lượng sản xuất của mình, một cái tài nguyên nào đó nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm lượng sản xuất thế giới. Chẳng hạn trước mắt tôi là lúa là chiếm 1,3%, 1,30% sản lượng thế giới, thì Trung Quốc bắt tôi bật thang lên là nó chiếm 85,75% thế sản lượng than thế giới. Lúa thì khỏi phải nói rồi, 98%. Có một thằng nào đấy mà nó chiếm đúng 100% thế giới luôn. À, dầu. Dầu đó là do là tôi nghiên cứu tác sớm cho nên tôi có sớm, không phải là chỉ có Trung Quốc có nha. Tơ tằm là 99,97% thế giới. Mình nói rồi đấy. Nếu mà so ra chi phổ của Trung Quốc thì tất nhiên Trung Quốc là đứng trên đấy. Vâng ạ, à, thành phố Dubai của anh em này. Vâng ạ, à, Dubai năm 1843 đã phục chế và tô màu. Vỏn vẹn có 3.068 bình dân. Sản xuất lúa, không còn gì khác ngoài giám sa mạc. Brazil, Nam Mỹ nó cũng như mình, nó không có cái, nó cũng chỉ có cái tài nguyên nhựa là quý giá thôi, còn nó không có gì khác. Nếu mà anh em là muốn bành trướng mà để lấy lợi thì tốt nhất là không nên đánh ở Nam Mỹ chứ. Đây chiến tranh giữa Mexico và Mỹ đã bắt đầu rồi. Lúc này thì Anh chưa có hoàn toàn là trao độc lập cho tất cả các nước như bây giờ trong khối Liên Hiệp Anh chẳng hạn như là Australia hay là New Zealand, Nam Phi hay là Canada chưa chưa có nước nào. Ý lúc này chưa hết nhất nha em nhé. Ý chưa thống nhất. Nhưng mà Ý thì có nhà Salina Bemon này hay là nhị Sicily cũng rất là tốt, một điểm bắt đầu khá tốt.
Đây là cờ của đây là cờ Đại Nam thời nhà Nguyễn. Cờ này là của chế độ quân chủ chuyên chế, thì hiện tại là chế độ quân chủ chuyên chế. Sau này nếu mà Đảng Cộng sản lên nắm quyền thì sẽ có cờ đỏ sao vàng. Ở đây thì tất nhiên cờ cờ đẹp nhất thì phải nói là cờ đó, là cờ đẹp nhất thì lúc nào cũng là cờ của đảng phát xít, cờ của phát xít Ý, phát xít Nhật thì nó vẫn giữ nguyên lịch sử nha, nhưng mà cờ của phát xít Đức thì nó bị đổi. Nó không còn là cái biểu tượng sao Vatican như ban đầu nữa, nhìn rất là vô duyên, cho nên cứ giữ nguyên tờ đế quốc thức là tốt nhất nha. Bỉ thì nước Lan từng là một nước, nhưng mà sau này là nổi loạn rồi tách ra hai nước. Đến cái năm 1845 thì tôi nhớ không lầm thì nó có một cái tờ giấy gọi là tờ giấy độn, tờ giấy nói chung là nó là cái hiệp ước cho hai nước độc lập, nhưng mà nó là nhà ngoại giao Đức gọi nó là cái tờ giấy độn, tức là trong những danh giới nhất khi mà thực hiện cái kế hoạch Winterfell, kế hoạch đánh xuyên qua nước Bỉ thay vì đánh thẳng vào Pháp ấy. Thì anh là cam kết là anh bắt buộc ngoài nước Đức là phải cam kết cái hiệp ước đó là không xâm phạm một cái nước vùng thấp. Thì đại sứ của Đức mới nói một câu đó chỉ là một cái tờ giấy lộn mà thôi, thế là nhanh nhất bắt đầu 80 sư đoàn của Đức tràn qua biên giới Bỉ. Nhiên là thế chiến thứ nhất thì sư Pháp với Nga là kẻ thù ấy, nhưng mà sau cái sự ra đời của đế nhà nước Đức thống nhất ấy, thì Pháp và Nga nó tìm đến là đồng minh, tại vì Pháp thì luôn lo sợ phổ mà Nga cũng sợ phổ, nên là cả hai thằng đều làm đồng minh, thằng kẻ ở phía Tây và thằng kẻ ở phía Đông. Nếu mà tôn chỉ chiến tranh của Otto von Bismarck với Friedrich Đại Đế thì cái tôn chỉ dành cho con cháu luôn luôn là không bao giờ đánh trên hai mặt trận. Nhưng mà tới đời của Wilhelm đệ nhị hoàng đế Kaiser trong tranh giới nhất cả Hitler sau này nữa đều vi phạm cái mặt trận, là đánh cả hai mặt trận Đông và Âu, Đông Âu và mặt trận Tây Âu, cho nên đánh xong lại lại đồng minh thì thôi thôi rồi, toàn là tạ không mà gánh sao mà nói anh em. Áo hùng tôi khỏi nói rồi. Ý thì ban đầu là thuộc phe trung tâm Đức, Áo, Ý. Nhưng mà tới hồi ta tiên chiến thì anh Ý anh bảo là anh không chuẩn bị được cái chiến tranh, sau này anh đổi phe sang phe liên minh. Đó là cái nghề của nước Ý rồi, nghề đổi phe. Trong chiến tranh thứ hai cũng vậy, khi mà Đức mà gần tiến đến chiến thắng ở phía Đông Âu rồi, thì ở phía Nam lại quân đồng minh đổi bộ xích ly để ý là thiên quốc đầu hàng, bắt đầu đổi phe. Tất nhiên thì Ý trong tranh giới thứ nhất thì nó đánh chỉ cho có lệ thôi, tại vì phe đồng minh hứa là sẽ cho trao trả nó lại cái vùng đất rồi. Venus ngày xưa này, ngày cả một cái vùng của nàng vùng Nam Tư, tức là bây giờ là Croatia ngày nay đấy, vùng Istria. Cho nên là sau đó là hoàng đế Vito của Ý mới ra lệnh là trao vũ khí cho toàn bộ ăn mày ăn xin, tất cả tầng lớp nghèo khổ của Ý tung ra mặt trận đánh cho có lệ thôi, dĩ nhiên là thương vong rất là lớn. Sau này thì Ý mong có được trao trả những cái gì như đã hứa, chỉ trả cái dòng Venus thôi, cộng thêm cái việc mà đại khủng hoảng thế giới thừa, đại khủng hoảng thừa 1929 nữa, nên dẫn tới cái việc là Benito Mussolini mới phát minh ra một cái trường phái là
trường phái triết học đó là trường phái phát xít. Benito Mussolini thì là một nhà xã hội chủ nghĩa, cha ông là nhà xã hội chủ nghĩa, ông cũng là người rất tôn sùng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà khi chiến tranh thứ nhất nổ ra thì ông bị loại khỏi bỏ đảng xã hội chủ nghĩa, là vì lý do đơn giản là ông đảng xã hội chủ nghĩa tí thì đấu tranh để mà chống chiến tranh, nhưng mà ông là người chủ chiến, tại vì ông cho rằng, mà ông đúng, ông cho rằng sau chiến tranh thứ nhất này thì toàn bộ cái nền quân chủ ở châu Âu sụp đổ. Tất nhiên sẽ sụp đổ, nhờ đó phe xã hội chủ nghĩa sẽ thắng, mà những người trong phe đó thì không nghe, cho nên là loại bỏ ông ra khỏi đảng. Thế là ông đi theo con đường phát xít thực chất đó là cái sự ra đời kết hợp giữa hai thằng, là thằng tư bản và thằng xã hội chủ nghĩa. Nó là nhà nước phúc lợi đỉnh cao, mà nhà nước phúc lợi đỉnh cao nhất của nó là nhà nước phát xít Đức. Phát xít Đức không chỉ là nó một nhà nước dân tộc mà nó còn là nhắm về chủng tộc nữa, tại vì nó là áp dụng cái học thuyết, một học thuyết lớn mà nhân loại cứ lầm tưởng. Trong đây có này, trong đây có phần Technology Cultural đấy, tư duy xã hội đây này, Biology là sinh học đấy, đây hình của Darwin đây, ra đời của học thuyết chủ nghĩa Darwin là tăng cho mình cái hiệu quả giáo dục 50%. Thì học thuyết Darwin là hiểu đơn giản, đó là một nó biểu hiện cái quy luật xã hội là một cái loài mạnh sẽ đạp lên loài yếu để sống. Cho nên cũng từ lúc mà hiểu Darwin nó ra đời thì bắt đầu những cái phong trào phân biệt chủng tộc, phong trào phát xít. Và đỉnh cao là chủ nghĩa apartheid ở Nam Phi. Tới nay thì học thuyết Darwin vẫn nhận được cái sự chỉ trích từ phía khoa học, chẳng những về mặt khoa học mà còn về cả nhân đạo, nhân văn nữa, rất nhiều thứ. Anh em nào có xem chủ nghĩa phát xít thì anh em sẽ thấy rõ ràng đề cao chủng tộc Aryan của Đức là hoàn toàn có dính líu học thuyết Darwin. Rồi, nói chuyện phím thôi, quay lại cái làm cái CP với thằng Sim nữa, làm cho nhanh. Kéo thì anh nó nhảy vào mất. Ta thông qua được cái đạo luật cải cách thứ nhất rồi, Training Method. Hy vọng mà thằng anh nó chậm lại một chút. Ai làm gì nói đi. Ai làm gì cho nó chậm lại đi. Hỗn độn thân tôi. Tôi không... Đó là tôi phải xây tàu chiến và xâm chiếm Brunei mà tôi không làm nha. Tại vì bây giờ nó lên 19 rồi. Rất là nguy hiểm. Tại vì CP đối với Brunei bây giờ là CP Conquest, trả giá tới 22 Vami là rất là cao, không dám làm đâu.
Trò này nó không đòi hỏi em có cả đồ họa gì cao lắm đâu. Cam hay 1 GB cũng được, mà nó ăn thua ở cái phần mà bộ vi xử lý của anh em ấy. Nó hơi chậm hơi giật là do tôi chạy trên một cái máy với một cái nền là RAM 1 GB Windows XP S3 Windows XP Series Pack 3 và một cái card từ họa Intel G3331 Chip Family em nhé. Khổ. Không biết sếp Dũng về chưa nha. Có anh em nào ở đây xem kênh của Dũng CT không? Rồi, không chờ đợi gì nữa nha. Ta đánh thẳng luôn. Chi ăn mày. Khô cả họng. Lúc nãy là tôi phải thấy là chiến tranh giữa Anh Quốc và Brunei chứ. Chiến tranh Roma Anh Quốc là chắc là cái nơi mà quân Anh sợ nhất đấy. Anh gần như là xa lầy với nhiều Roma luôn mà. Đây anh em thấy này. Đây supply. Đây anh em thấy. Supply limit. Nếu mà số quân của anh em mà vượt qua cái số này thì nó sẽ càng cao về cái điểm alienation nó sẽ càng càng cao nữa nhá. Mất rất là nhiều quân đấy, ủ lắm. Đấy nhìn thấy đấy, chị Linh càng đông thì ta đó nhìn thấy đấy, kỵ binh càng đông thì ta chiếm đóng cái cả một cái tỉnh thành càng một cái vùng càng nhanh hơn. Đây đây có một tạo kỵ quân ít hơn ha. Con này hai đạo à? Ở nhưng mà thấy quân nhiều hơn. Thì tay quân ít hơn là phi nhau chú ý là quân nhiều anh em nhé. Cái này những game như thế này thì mình không thể nói chuyện nhiều được. Bây giờ tôi làm cái này thì
Thứ nhất là tôi muốn truyền tải những cái trò chơi rất là hay như thế này, tư duy chiến lược với anh em rộng rãi với Việt Nam. Thì động cơ kiếm tiền cũng có, nhưng mà nói anh em thế này, kiếm thôi xong rồi, kiếm tiền thì không phải là chính, nhưng mà nó cũng không bao giờ là phụ em nhé. Bây giờ tôi phải bỏ thôi. Tôi phải bỏ thôi chứ còn cách nào khác. Quá trễ rồi. Trễ rồi anh em ạ. Một tỉnh nữa thôi, không kịp. Không cách nào đánh lại hải quân của anh đâu, không có cách nào đánh quân anh đâu. Nói trắng là như thế luôn đấy, nên đánh được cái đạo này cũng không ăn thua tụi nó đâu. Bỏ đi. Ta phải bỏ đúng lúc mà, thì không còn mất nhiều hơn. Mất hết cả hứng. Thì thấy đó là tín hiệu, ví dụ rất là điển hình cho cái Spear of Influence. Và anh em có thể thấy là một các cường quốc, chỉ có các cường quốc mới có thể làm gì này thôi. Đây, dưới cờ các cường quốc là có các có cờ khác mà đại diện cho các nước mà nằm trong cái thị trường chung của nó đấy, Sphere of Influence đấy. Trong hệ ra mình thế thôi. Có tàu rồi nha, mà nhưng mà tàu nha, tàu trong tình thế khó khăn thì cứ kéo tàu xuống mức này ha, nó không chìm đâu nên đừng lo. Tàu nha. Xâm chiếm Brunei nha, Brunei là không có thằng nào nó tới đâu. Rõ ràng là nãy tôi có thể gọi Minh Quốc tới nhưng mà tôi không muốn. Không muốn, tại vì kêu vào cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Quân Anh sẽ không phải đổ bộ qua đường biển đâu, nó sẽ đi qua đây đấy. Bỏ, nếu gặp thế là bỏ. Bỏ bớt một số nhiệt kia em nhé. Đấy, kinh tế là tăng lên. Ra mà nhé. Thôi. Đây là cái mục Renation. Anh em sẽ bỏ một số nước để làm chư hầu. Vì mỗi một lần bỏ như thế này sẽ được trừ 5 điểm vô danh. Và thậm chí có thể ngoài cái gì bỏ ra có thể chọn nơi chơi nữa, chẳng hạn như anh em muốn chơi, chẳng hạn như anh em muốn chơi nước Ba Lan mà Ba Lan ở đây không có thì chọn một trong ba nước Áo hay là Đức hay là Nga gì đó, chọn Renation, chọn Ba Lan, lấy Ace nên phải chơi được Ba Lan, nhưng mà nằm dưới cái anh em là bù nhìn của cái nước đó, sau này thì gây chiến với nó là độc lập hơn.
Đó là cái ví dụ điển hình cho hai nước là Moldavia và Wallachia này, hai nước thành lập Romania. Đây, Liên bang Bắc Đức. Mai đến đây thôi anh em à. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again.